Em bị lừa rồi anh ơi. Đây là một cuộc điện thoại mà ngay lúc đầu Hùng đã nghe được cái câu nói như vậy. Câu chuyện là như này: bạn có xem kênh của Hùng và cũng rất muốn mua, nhưng mà bạn có nói là giá nó hơi cao. Thì bạn ấy có xem ở trên các hội nhóm Facebook ấy, chó cũng rất là đẹp, và bạn quyết định là đặt một con cún ở trên các cái hội nhóm về cho Phú Quốc. Giao dịch xong bạn đặt cọc rồi, và khi nhận cún thì trời tối cũng nhá nhem, mà khi bạn thanh toán xong về đến nhà bỏ con cún ra thì nó hoàn toàn không phải con cún bạn ấy đặt, hoàn toàn là một con cún khác. Thì bạn cũng có nói với Hùng là nếu mà anh thu mua lại cho em con cún này, em để thanh lý cho và em mua cún của anh. Thì Hùng cũng chia sẻ luôn, và những cái cún đó thì Hùng cũng không lấy. Và thực tế Hùng là nuôi chó sinh sản, cho nên là cũng chỉ phục vụ cho anh em trong cái khuôn khổ là chó nhà sinh sản thôi. Qua đây thì Hùng cũng có lời khuyên như thế này: rất nhiều bạn bị lừa, không phải riêng các bạn này đâu. Có thể là đặt cọc xong là mất tiền, và có thể là như bạn này là rất là may mắn là cũng nhận được con cún, không đúng con cún mình nhận nhưng mà nó cũng nhận được một con cún. Qua cái sự việc này thì Hùng cũng chia sẻ cho các bạn để rút kinh nghiệm. Tất nhiên cái thời buổi công nghệ 4.0 này thì mua bán hoàn toàn là online trên mạng hết. Nhưng mà trước khi mua thì chúng ta phải tìm hiểu kỹ cái người bán như thế nào, Zalo, Facebook, các kênh có phải chính chủ không, hoạt động như thế nào, phải là thật. Còn những cái kênh mà Zalo hoặc là Facebook ảo không có cái thông tin gì thì các bạn phải cảnh giác, mua của ai cũng được, nhưng mà các bạn phải xem xét cho nó kỹ thì chúng ta sẽ hạn chế tối đa được cái việc mà nó gặp trục trặc, có thể lại bị lừa đảo hoặc là mua con cún nó không đúng. Mặc dù là con cún nó không đáng bao nhiêu tiền nhưng mà nó gây ra cho chúng ta cái sự ấm ức và không được thoải mái các bạn nhé.